Trên mặt đất còn có một cái áo trắng để tiểu thư giả làm ma. Xong rồi. Thằng nhóc không đánh được hắn. Đúng rồi, chúng ta phải giúp các chị gái chạy trốn thành công. Trước tiên hãy ngụy trang trước mặt nạ này cho chị gái thành hồ tỷ. Chạy trốn thành công. Ở đây có một chiếc đèn lồng, cải trang thành mẹ chồng đèn lồng cho em gái. Trong lúc hắn quỳ lại chạy đi. Ở đây còn có một con cá chép, cải trang thành ngự thần cá chép cho em gái. Tên này thật dễ lừa, chạy đi. Nâng lò hương này lên. Sau đó mặc bộ đồ này cho chị gái. Bỏ cái khăn trùm lại nhé. Sau đó đặt con thỏ này thành ngự thần thỏ ngọc. Thì thần thỏ ngọc cực kỳ linh thiêng. Lại tốn được rồi. Mau mở cửa sổ ra. Đây còn có một con ốc sên nữa. Cải trang thành thần thú ốc sên cho em gái. Lại một cái nữa. Lại dùng sảnh đào những thứ bên ngoài. Đây còn có một nhân sâm nữa. Cho chị gái biến thành nhân sâm ngàn năm. Chỉ còn một chị nữa thôi. Cái này tổng cộng có hai kết cục. Hãy xem cái đầu tiên trước. Đưa cái kéo này cho chị gái trước. Sau đó mở ngăn kéo. Đeo khẩu trang vào. Cải trang thành phụ nữ rách. Thế là chạy thoát thành công rồi. Kết thúc thứ hai của cấp độ này chính là trước tiên dùng cái kéo này cắt quả bóng này ra. Bên trong có một ghi chú. Thực ra là vợ anh ta để chồng giả làm quái vật. Sau đó, vợ anh ta giả làm xác chết và đuổi những người này đi. Sau đó đưa cái kéo này cho người phụ nữ cuối cùng. Sau đó mở ngăn kéo, đeo khẩu trang vào. Hãy để anh ta giả làm câu chó săn. Người này trượt rèm cửa bên trái sau khi đi. Khách đều bị吓跑了.